Nó dành cho vị trí của chúng tôi đấy. Nhưng Neyin, Neyin Miago. Một bàn đầu tiên và nó đánh vào chính của Neyin. Rất tốt. Rồi sao, Benny chưa có chiếc hạt giống sinh mệnh. Dù dông định làm gì đó, nhưng đang có ngược lần. ADC bị hủy diệt. Còn Eli cũng đang cố gắng để tẩu thoát. Poroi sẽ sống được. Go, ADC, go. Eli có rồi. Eli quay lại. Eli trả sát thương nhưng đáng tiếc anh ta thất bại. Rất xin lỗi Eli, bởi đó là Eli. Một phát xử lý hay nhưng thiếu một chút may mắn đến từ Eli. Anh ta chưa bị làm choáng bởi hạt giống sinh mệnh. Win cố gắng tấn công, mọi người của Free ADC đang có mặt. Chúng ta đang giao tranh. Eli để ADC ra nhưng Eli lại hút được bóng. Rất tuyệt vời. Sân bệnh chưa bị áp dụng bởi Richter đối phương. Luyện ngục hắt mừng được Eli. Và đó là vòng thứ ba của chúng ta. Sân bệnh trên đường chạy, anh ta đã có một cú hình rất chính xác. Và đây có thể là Suzo giải nắm lại. Suzo đã bị nắm lại. Gấu đang cố gắng can vào. Nhưng không có ADC, ADC đã quyết định quay trở lại chưa? Gấu có chiêu cuối chưa? Gấu chưa có chiêu cuối. Gấu đã dùng chiêu cuối. Gấu vừa dùng chiêu cuối. Không, nếu như đó là một pha thi đấu mà ADC chạm lên cái thì đó là một pha thi đấu sắp này. Dù dập băng vào, khiến Poroi phải dùng chiêu cuối. Vệ công về xuống nên thì hát công lên. Thì tạm thời thoát ra ngoài. ADC đang không có bụi bắn tương đối là yếu. Nhưng ADC đã cắt vào. ADC out được Benny. Ta có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Chúng ta đang là trận đường xa. Chúng ta đang chạm lên. Chúng ta cho ADC. Ta phải tốc biến. Và chúng ta sẽ ép được vào buồng xanh của Valet đối phương. Tuần sau đó có thể sẽ là con tàu thần Zeta của chúng ta vẫn còn lượng máu rất dồi dào. Và chắc chắn sẽ có. ADC đã có giáp hồi sinh. ADC đã có giáp hồi sinh và ADC đang thay đổi của đối phương. Win đang là mục tiêu. Win cố gắng tẩu ra sức bắn về. Neyin đang là khá mạnh. Win vẫn còn sống. Hạt giống sinh mệnh được sử dụng. Win đã bị hạ gục. Trong khi đó, ADC cố gắng hút lại cho mình những lượng máu bằng việc ăn cho những con lính. Sân bách phải ở lại. Sân bách phải ở lại và ở khu vực giữa thì Richter đang đến khá sâu. Anh ta muốn lấy cái trụ, anh ta đã đánh sâu. Đánh luôn, Eli đang bớn. Du dông phải tốc biến. Du dông, du dông, du dông vẫn có thể đánh được. Bởi ADC đã vòng ra đằng sau. ADC bắn vào Benny, bắn khá đâu. Đừng để cho Neyin bắn là được. ADC vòng ra, rồi lại chạy vào bụi. Neyin đang cố gắng bọc đầu. Eli không tấn công được Neyin. Neyin sắp hết năng lượng và đây là khoảng thời gian ăn Zeta tuyệt vời nhất. ADC có một cái bụi đứng rất trí. Du dông đang ở xa. ADC tấn công vào bụi Neyin. Và tay đôi của hai người đi dừng. ADC đang gặp phải bất lợi. Có hồi máu và Benny đã bị hạ gục. Trong khi đó, Win đang cố gắng tẩu thoát. Nhưng anh ta đã bị làm chậm và phải nằm xuống. Tuyệt vời, và đây là khoảng thời gian quan trọng nhất của trận thi đấu này. Sau cơn tầm bão xuống này, chúng ta có thể chạm lên. 1-3-4-5. Chúng ta là em đối phương ADC. ADC bắn tay đôi với Suzong. Suzong, 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 và chúng ta đã khiến cho đi chỉ có một chấm máu. Đi vẫn đang cố gắng bắn. ADC vẫn đang bắn được các bạn. ADC, ADC chưa ăn được bắn đi. Huy sân đều sát thương. Nên đã bắn ra bỏ mạnh rồi. Và ADC cũng bắn ra mạnh. ADC vẫn chống. Chúng ta còn có trong cái đầu bạn chỉ có đây. Go, go, go bắn quả cầu bắn này. ADC quay trở lại. ADC không tập bắn vào bên của Nên. Ali đã tối. Và đây là chiêu nhân. Không đủ tầm dùng chiêu. Lấy chủ, lấy chủ. Bắn chủ thật. Nên bị ăn tốt. Neyin chưa phải là cuộc. Neyin bị hủy diệt. Tuyệt đau, tuyệt đau, tuyệt đau. Chúng ta đã diệt giải bằng Trung Hoa. Vào đâu, 1, 2, 3. Chưa, chưa, bình tĩnh rồi. Đối phương đã bắt cầu trong chúng ta. ADC, 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 ADC. AWC 2019 xin được xứng danh Việt Nam.